Vâng, bọn con chuẩn bị đi đây ạ. Đi đường cẩn thận nhá. Ở nhà bố làm mâm cơm, mời anh em họ hàng sang mừng chúng con về quê đấy. Bố cầu kỳ thế. Vợ chồng con chỉ tranh thủ về thăm bố được thôi. Làm như thế có được không ạ? Ôi giời, không sao. Từ ngày chúng mày về nước cứ viên biệt ở trên phố ấy, có thấy vác mặt về quê thăm bố được khi nào đâu. Nay bố làm mấy mâm cơm? Gọi là mời anh em họ hàng thân thích sang ngồi hàn huyên. Thế thế nhá, bố tắt máy đây nhá. Vâng ạ. Ai gọi thế em? Chuẩn bị thay đồ về quê thôi. Bố gọi đấy anh ạ. Bố bảo hôm nay mình về nên là mời họ hàng sang chúc mừng mình đấy anh ạ. Vợ chồng mình đi bao nhiêu năm làm lụng vất vả, giờ thành công rồi về mấy người ấy lại câu nệ thế. Nhớ ngày xưa khi chúng ta mới chuẩn bị đi vay tiền, họ có đoái hoa gì đâu. Chị Yến ạ. Chị ơi, việc là vợ chồng em có ý định đi xuất khẩu lao động ạ. Bố em cũng vừa mới bán ít đất nhưng cũng chỉ được vài chục triệu thôi, còn đang thiếu một ít. Chị xem xét, chị cho chúng em mượn thêm một ít cho đủ tiền đi ạ. Ui, chị làm gì có tiền đâu mà cho hai đứa chúng mày vay. Mà con cho vay thì biết bao giờ trả. Chị giúp chúng em một chút thôi ạ. Thật sự vợ chồng em thiếu tiền, thế nên là... Thôi, cô chú đi về đi. Chị làm gì có tiền mà cho vay, thôi đi về đi, đi về đi. Anh dạo này không có tiền đâu, cho chúng nó vay lãi, trốn hết rồi, có đòi được đâu. Anh còn đang khốn khổ đây này. Anh Hoàng à? Thôi, anh Hoàng đã không cho vay thì thôi, chúng ta về. Cho chúng mày vay ấy, lấy tiền đâu mà trả, tao cũng ngu đâu. Về thôi em. Nhiều khi anh em họ hàng còn không mừng bạn bé ấy anh nhỉ? Thôi, mình cũng về thăm bố một chút rồi lên ngay mà. Công ty đang nhiều việc, em đi thay đồ đi nhá. Vâng. Này, nghe nói vợ chồng nó làm ăn tốt lắm ấy. Đi nước ngoài về mấy năm, mua được nhà này, mở hẳn một công ty lớn luôn. Dù gì mình cũng là họ hàng với nó, nịnh nó một tí, bảo nó xếp cho mấy chỗ ở công ty, chắc cũng ổn phết đấy nhở. Chứ còn sao nữa, giờ hai đứa chúng nó thành đạt rồi, thế nào thì vẫn là anh em họ hàng. Mình khó khăn, nhờ nó phải giúp chứ. Chí phải. Thảo, thế Sang không mang tặng cái gì à? Không ngại à? Nhà em nghèo, làm gì có tiền đâu ạ. Em đến chúc mừng hai vợ chồng anh ấy thôi ạ. Ui, chúc mừng không thì khó lắm. Ôi, hai đứa về rồi à? Hai đứa về rồi à? Chào hai đứa. Do hai đứa về không báo anh chị một câu để anh chị ra đầu làng đón. Hôm nay bác Đại gọi anh sang ăn cơm thì anh chị mới biết đấy chứ. Em chào anh chị ạ. Hai anh chị đi đường có mệt không ạ? Cái con hầm này, đi từ thành phố về đây không mệt được à? Mệt quá đấy chứ lệ. Thôi, đi vào trong này anh chị xem nào nhé. Vào đây uống những nước cho nó mát. Nào. Nào, ngồi đây. Đánh rót nước cho uống à. Nhưng con Thảo ngồi bên này cho anh chị ngồi đây trong này nhá. Nào. Quý hóa quá. Rồi. Hãy đổ nước đi. Vâng. Em xin. Anh chị thay đổi nhiều quá. Mọi người già hết rồi. Mấy cả biết tin hai đứa về quê, anh bảo chị nhà mua hộp bánh biếu hai cô chú. Vâng, em xin ạ. Đây chính là cái loại bánh mà hồi bé Hiếu thích ăn đấy. Người quê thì chỉ có tấm lòng thôi. Chào mừng cô chú thành công trở về. Đấy, chị sang chơi, chị có trục trứng biếu cô chú này. Trứng gà nhà đẻ đấy, bổ lắm. Ăn đi, tốt cho não. Anh chị làm vậy, bọn em ngại quá. Ui giời, có gì to tát đâu. Mà anh hỏi khí không phải. Cô chú về nước, mở công ty ở trên thành phố ấy, chắc to lắm nhờ. Kiếm được nhiều tiền không? Mỗi tháng hai đứa chắc phải mấy chục triệu ấy nhờ. Đi xuất khẩu 3 năm, xong rồi đi về nước, mở công ty 2 năm, rồi lại xây được nhà, mua được ô tô.
chắc là giàu lắm nhở? Tháng mà kiếm được mấy trăm triệu ấy. Nghe bác Đại nói công ty to lắm à? Dạ vâng, chúng em thì cũng gọi là vừa vừa đủ sống, đủ lo cho bố thôi ạ. Còn chú lại khiêm tốn rồi. À, mà Nhung này, Hiếu này, anh nghe thấy người ta hay nói ấy, là một người làm quan thì cả họ được nhờ. Thì mặc dù là cô chú không làm quan, nhưng mà cũng dù gì cũng là giám đốc của một công ty lớn. Cô chú xem sắp xếp cho anh công việc gì nó tốt tốt, ví dụ như kiểu là trưởng phòng hay là quản lý kiểu gì được, anh làm được hết mà. Còn chị nữa, chị bây giờ đang làm kế toán ở thôn, cô chú xem cho chị làm kế toán trưởng công ty cô chú cũng được ấy, làm được. À, thế còn Thảo, sau đây em làm đâu chưa? Em mới học xong cao đẳng, giờ vẫn chưa xin được việc anh ạ. Em vẫn đang ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng thôi. Mình phải cố gắng em ạ. Anh chị. À, Thảo à, anh với chị Nhung đi xuất khẩu lao động để kiếm chút tiền lập nghiệp nên... Vâng, em cũng nghe chị Nhung nói rồi. Ở đây em không có nhiều, chỉ có 10 triệu tiền tiết kiệm bao nhiêu lâu nay của em. Anh chị cầm lấy thêm tát tiền đi đường nhé. Anh chị đi nước ngoài phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Vậy sang tuần Thảo sắp xếp lên thành phố nhá. Sau đó nộp hồ sơ vào công ty anh chị. Anh chị sắp xếp cho mà đi làm nhá. À, công ty em vừa bị phá sản rồi. Mọi người vào ắt là phải góp cổ phần đấy. Ơ kìa, sao cho em rồi mà anh chị lại lấy lại thế? À thì anh mang về cho mấy đứa cháu nó ăn. Đằng nào thì sáng cũng không có gì cho chúng nó ăn cả. Chị đem về nấu ăn, đằng nào mấy mấy gà ở nhà bây giờ nó chả để nó chả có trứng ăn. Ơ kìa chị, chị vừa nói chuyện với em có sốt ra, sao rửa mặt nhanh thế? Anh chị buồn cười thế, cho rồi có lấy lại, chả ra làm sao cả. Này, mày muốn đi cho chúng nó à? Muốn đi ăn xin cùng chúng nó hay thế nào? Mà tôi nói thẳng này, phá sản rồi thì ra đường đừng có nhận chúng tôi là họ hàng nhá, không nhục lắm. Phá sản thì nói thẳng luôn là phá sản đi. Giả bộ thanh cao về làng xong rồi họ hàng nhờ giúp đỡ chả giúp được, xong bắt đầu mới nói là phá sản. Vâng, công ty em vừa phá sản rồi, chán lắm. Anh chị, đúng là lật mặt nhanh hơn cả lật bài. Này này này, ăn nói cho cẩn thận nhá. Đang nghèo đã không có gì rồi thì liệu liệu mà ăn nói. Em nói chuyện với anh chị thế à? Anh chị thôi đi, hai anh chị đấy đã phá sản, không biết giúp đỡ gì, lại còn xỉ vả như thế à? Đúng là không chấp nhận được. Này, mày còn bênh chúng nó được à? Bênh có ra tiền không? Lần trước ấy, tao không cho vay tiền, đúng là chuẩn mà. Cho vay lên quanh mất luôn ấy. Em thật không ngờ đấy anh ạ. Anh cũng lường trước được mà. Thật không ngờ, chỉ là mấy câu nói đùa mà anh chị lại có phản ứng tiêu cực như vậy. Thực ra chúng em chưa hề phá sản. Thôi, đừng có mà làm trò nữa. Không phá sản thì vay đây làm cái gì? Lại định vay tiền đúng không? Tao biết thừa. Tao mà như chúng mày mà tao phá sản á, tao tự tử chết luôn, vác mặt về làng làm gì cho nhục ra. Quá nhục. Ôi giời. Này, hai đứa điện thoại vứt đâu mà để người ta gọi điện cho bố inh ngòm lên đây này. Dạ vâng con xin, con để quên ngoài xe bố ạ. Mấy đứa sang chơi à? Bác vào chặt gà, lát mấy đứa vào ăn cơm nhá. Ừ anh đây. Anh ơi, bên công ty Đông Á đang chào bán 70% cổ phần do phá sản. Mình có mua không anh? Em xem xét tình hình tài chính bên đấy, xem có nợ ngoài nhiều không. Anh muốn mua lại cả công ty. Ừ, nhá. Ừ. Chúng em đùa tí thôi mà mặt anh chị căng thẳng quá. Hình như họ không thích kiểu đùa này thì phải. Chị đùa ấy mà, đừng để bụng nha, chị đùa tí thôi mà. Vui. Chị thôi đi, chị coi bọn em là cái gì? Là đứa trẻ con chắc. Thôi, đừng gay gắt thế, hiểu lầm thôi mà. Toàn người nhà cả với nhau. Anh chị thôi nghe cái bộ mặt giả tạo đấy đi. Không, anh chị bảo anh chị đùa mà đây. Trứng đấy, nổi bánh đây, cầm đây. Anh chị tặng mà, anh chị đùa nãy giờ mà. Anh chị thôi đi, lúc chúng tôi nghèo khó thì không thấy ai hỏi han, giờ khá lên được một tí mới nhìn thấu tâm can các người. Anh chị có nói với chúng em, nếu như ra đường đừng nhận anh chị là họ hàng. Chúng em đồng ý. Vậy nên anh chị có ra đường ấy cũng đừng nhận chúng em là họ hàng. Thôi, mình đi vào ăn cơm đi. Mời anh chị về cho. Thảo, đi vào nhà ăn cơm em.